Bình Định long lên mắt thức, bước trong dạo dục nhạc đời nhân. Xe nối tiếp đoạn đường Nam Bắc, ra dồn qua đầu ngõ những nông trường, xanh sắc lạ mênh mông trời rộng mở. Hồn ta nay ướt choáng cả không gian, ôi Bình Định, từ con tim ấp lửa bừng lên, bừng thành một cuộc hoa đăng. Hẹn nhau ta về miền Trung, về thăm quê hương Bình Định. Ta đi về huyền Hoài Nhơn, hay về bóng sơn tam quan rừng dừa. Dạt dào nước sông Thơm, vẫn hát reo sóng xô thuyền ai. Hẹn nhau ta về miền quê, Hoài Ân An Lão Vinh Thành. Nghe vui từ huyền Phú Mỹ, hay huyền Phú Cát An Nhơn Bình Định. Bồi hồi xuống Quy Nhơn, đến Vân Canh tôi vẫn đang chờ mong. Bình Định ơi, truyền thống tuy son đất võ oai hùng, nơi sinh ra Nguyễn Huệ Quang Trung đầy thắng giặc thanh. Non nước chung vui sống thành bình, vì tiếp thêm trang sử oai hùng. Một vùng Cù Lao xanh, bao sóng gió vẫn giữ tròn niềm tin. Biển sâu dâng lan hương thơm, gió bay trong chiều êm. Quy Nhơn bình yên, thân quen từ dòng nói, những con đường vắng, bạn bè về đêm khuya, hàng cây ca hát xanh biếc trong mơ, bờ cát luyên thương đã hoa trong sương mờ. Tháng đi qua còn bóng bão thiết tha, Quy Nhơn ơi Quy Nhơn, từ phía Cù Lao xanh người sáng ngọn hải đăng hòa lẫn ngàn vì sao, bên nhau mai đi xa, thành phố mong chờ, sông núi hẹn hò bên hát ru đời ta. Như câu ca ngân giữa núi cao biển sâu,
dâng lan hương thơm gió bay trong chiều êm. Quy Nhơn bình yên thân quen từ dòng nói những con đường vắng bạn bè về đêm khuya hàng cây ca hát xanh biếc trong mơ bờ cát luyến thương đó hoa trong sương mờ. Kính thưa quý vị, đêm nay tại sân khấu quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, các nghệ nhân diễn viên đại diện cho 11 tỉnh tham dự ngày hội rất vinh dự tự hào gửi lời chào thân thiện đến quý đại biểu và quý khán giả. Và thưa quý vị, đến với ngày hội hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các đoàn nghệ nhân và diễn viên quần chúng đến từ tỉnh Thanh Hóa. Và chúng ta hãy cùng chào đón đoàn nghệ nhân tỉnh Quảng Bình. Cùng xuất hiện trên sân khấu lúc này, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón đoàn nghệ nhân đến từ tỉnh Quảng Trị. Kính thưa quý vị, và tiếp ngay sau đoàn Quảng Trị là các nghệ nhân đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế. Quý vị khán giả truyền hình cả nước, đó là đoàn nghệ nhân đến từ tỉnh Quảng Ngãi. Xin nhiệt liệt chào mừng đoàn nghệ nhân đến từ tỉnh Phú Yên. Sau đoàn nghệ nhân Quảng Nam là đoàn nghệ nhân đến từ tỉnh Khánh Hòa. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón đoàn nghệ nhân tỉnh Ninh Thuận. Xin nhiệt liệt chào đón đoàn nghệ nhân đến từ tỉnh Bình Thuận. Nghệ nhân diễn viên quần chúng đến từ đoàn chủ nhà đăng cai tỉnh Bình Định. Được nồng nhiệt chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng khán giả cả nước đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm 2023. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8 và VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Và thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức các tiết mục nghệ thuật rực rỡ, dàn dựng công phu hoành tráng do các nghệ sĩ, diễn viên múa cùng các nghệ nhân 11 tỉnh tham dự ngày hội hôm nay thể hiện. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn tất cả các nghệ sĩ, nghệ nhân đã tham dự ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 năm 2023. Kính thưa quý vị, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền Trung, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hôm nay, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, xinh đẹp và thơ mộng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 năm 2023. Đây là ngày hội văn hóa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng 11 tỉnh miền Trung luân phiên tổ chức nhằm mục đích tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong khu vực của 11 tỉnh miền Trung Việt Nam. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Lâm Hải Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, trưởng ban tổ chức ngày hội sẽ lên sân khấu để điều hành nghi thức. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, nhằm tôn vinh, quảng bá, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc miền Trung trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. Hôm nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với các bộ, ban ngành trung ương và ủy ban nhân các tỉnh khu vực miền Trung tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 năm 2023 tại tỉnh Bình Định. Đến tham dự lễ khai mạc ngày hội, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng, nhiệt liệt chào mừng, kính giới thiệu về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Đinh Y Tơ, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban Ban Dân vận Trung ương. Trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh trong khu vực miền Trung. Về phía tỉnh Bình Định, trân trọng kính giới thiệu đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trân trọng giới thiệu lãnh đạo các sở, ban ngành, hội đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh. Xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Tiếp theo chương trình ngày hội, trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.
Kính thưa đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, tỉnh Bình Định và các tỉnh miền Trung. Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng chí và đồng bào. Thiết thực triển khai các nhiệm vụ giải pháp nhằm chấn hưng phát triển nền văn hóa Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Hôm nay, tại tỉnh Bình Định, vùng đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, quê hương của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, với lịch vang dội núi sông, đánh cho lịch sử muôn đời biết nước Nam anh hùng có chủ, đánh để cho dài tóc, đánh để cho răng đen, với người nước, dân tộc trường tồn, nhờ bồi đắp cội nguồn văn hóa. Trong niềm vui phấn khởi, thắm tình đoàn kết hữu nghị của các dân tộc anh em, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Bình Định, các ban bộ ngành của Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh miền Trung long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm 2023. Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về dự ngày hội. Xin được chào mừng các quý vị đại biểu khách quý, nhân dân các tỉnh đã có mặt trong ngày hội lớn. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng toàn thể các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc ngày hội văn hóa dân tộc các tỉnh miền Trung lần thứ tư của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thưa các quý vị đại biểu khách quý, trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, giải đất miền Trung được xem là nơi hội tụ, truyền tiếp và kết tinh nhiều giá trị văn hóa. Cộng đồng các dân tộc miền Trung đã góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, với bề dày hơn 2.000 năm, tiêu biểu là nền văn hóa Sa Huỳnh và nền văn minh Champa. Thông qua quá trình đấu tranh sinh tồn, cải tạo thiên nhiên, lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày, đã hình thành nên một kho tàng văn hóa hết sức phong phú. Nơi đây sở hữu giá trị tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa đồ sộ, với 5 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 6 di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, 37 di tích quốc gia đặc biệt, 49 bảo vật quốc gia, 691 di tích quốc gia và nhiều di sản có giá trị khác. Đây cũng là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái, Mường, Bru Vân Kiều, Cơ Tu, Ba Na, Gia Rai, Rẻ Triêng, Co, Sơ Đăng, Mơ Đông, Chăm và nhiều tộc người khác, gắn liền với quá trình khai thiên lập địa, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa con người với thiên nhiên, ước mơ cùng khát vọng của con người về cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Nhận thức sâu sắc vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, của các vùng miền trên cả nước nói riêng, trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tích cực phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai nhiều hoạt động, nhiều chương trình nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, đặc biệt là tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Cùng với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tại các vùng miền của cả nước, Ngày hội Văn hóa dân tộc các tỉnh miền Trung đã trải qua 3 lần tổ chức, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền Trung. Tiếp nối thành công của 3 kỳ ngày hội lớn, Ngày hội Văn hóa dân tộc miền Trung lần thứ tư sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển, hứa hẹn sẽ tạo ra một không gian văn hóa ý nghĩa để các cơ quan quản lý văn hóa, các nghệ sĩ, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc thiểu số gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, để nhân dân và du khách có cơ hội hiểu rõ hơn về những đặc trưng văn hóa của vùng núi cao, vùng núi thấp, vùng ven biển, mang hơi thở cuộc sống gắn với núi rừng, sông suối, biển cả, cùng với tập quán canh tác mùa vụ của đồng bào các dân tộc miền Trung qua các hoạt động dân ca, dân vũ,
trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, khám phá ẩm thực, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật được trình diễn một cách công phu, được đắm mình vào không gian lễ hội gắn với đời sống tâm linh tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc qua phần thể hiện hết sức khéo léo, tài hoa của các nghệ nhân trong các nghi lễ truyền thống. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu khách quý, dân ngôn của người Pháp có câu: văn hóa là những gì còn lại khi tất cả những cái khác mất đi. Cũng chính vì lẽ đó mà thông qua ngày hội, những thành tựu về văn hóa được tạo dựng qua nhiều thế hệ sẽ được tiếp nối, vun đắp và tô đậm hơn theo thời gian của lịch sử. Đó cũng là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi đây. Đây cũng là dịp để tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền Trung tới người dân và du khách quốc tế, góp phần để phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội ở tất cả các địa phương trong vùng. Trong niềm phấn khởi và sự tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt cho lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức ngày hội, tôi xin phép được tuyên bố khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư tại tỉnh Bình Định năm 2023. Nhân dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xin được trân trọng cảm ơn các ban bộ ngành của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh Bình Định đã quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức ngày hội được thành công. Xin cảm ơn các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên quần chúng đã hưởng ứng tham gia một cách tích cực, qua đó góp phần nâng cao giá trị nghệ thuật của ngày hội. Xin cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về sự kiện này. Một lần nữa, xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng chí đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Hùng. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu chào mừng. Kính thưa đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các địa phương tham dự ngày hội. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo của tỉnh Bình Định. Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng chí đồng bào. Hôm nay, trong không khí phấn khởi, thấm tình đoàn kết dân tộc, tỉnh Bình Định vinh dự phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 10 tỉnh bạn miền Trung long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm 2023. Đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp giao lưu, gặp gỡ, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc miền Trung. Trước hết, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Bình Định, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh miền Trung đã dành thời gian về thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp để tham dự ngày hội. Chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo của tỉnh, các vị đại biểu, các vị khách quý, đặc biệt là hơn 800 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đại diện cho đồng bào các dân tộc của 11 tỉnh về gặp gỡ giao lưu tranh tài tại ngày hội.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, trải qua hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước với truyền thống cần cù, chịu khó trong lao động, ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và trong xây dựng bảo vệ đất nước, cộng đồng các dân tộc anh em cùng chung sống trên dãy đất Việt Nam đã sáng tạo vun đắp nên một nền văn hóa vô cùng đặc sắc, thống nhất trong đa dạng và luôn được giữ gìn, kế thừa, phát huy. Đồng bào các dân tộc miền Trung trong cộng đồng 54 dân tộc anh em có nền văn hóa lâu đời, giàu bản sắc, được hình thành, phát triển trong quá trình lao động sản xuất và được lưu giữ trong sinh hoạt văn hóa, phong tục, tập quán, trang phục, nghi thức lễ hội, tín ngưỡng dân gian. Đây là những di sản quý giá góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Tỉnh Bình Định có bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa, thừa hưởng một mạch nguồn văn hóa đồ sộ và cổ xưa của nền văn hóa Sa Huỳnh và nền văn hóa Chăm Ba nổi tiếng, là cái nôi của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, quê hương của người anh hùng áo vải, cờ đào Quang Trung Nguyễn Huệ. Bình Định là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc, nổi bật là nghệ thuật tuồng và là những làn điệu bài chòi mượt mà, sâu lắng, trong đó nghệ thuật bài chòi được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Miền đất võ Bình Định với những tinh hoa võ thuật đã hung đúc kết tinh thành truyền thống thượng võ của con người Bình Định qua nhiều thế hệ. Bình Định còn là nơi hội tụ và giao hòa văn hóa của nhiều dân tộc anh em ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số. Tỉnh Bình Định hiện có 39 dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chủ yếu là 3 dân tộc Mana, Chăm, Hơ Đê với lối sống và phong tục tập quán có nhiều sắc thái độc đáo, đa dạng, đã làm nên nét đặc trưng riêng, đậm chất nhân văn và thượng võ của văn hóa Bình Định. Những bản sắc văn hóa riêng đó đã trở thành nếp sống, trở thành các chuẩn giá trị được đồng bào giữ gìn và lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Với bề dày và những giá trị văn hóa đặc sắc, tại nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trở thành trung tâm văn hóa phía Nam của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải, miền Trung. Cùng với sự quan tâm của Trung ương, trong những năm qua, tỉnh Bình Định đã luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030 chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong tỉnh, qua đó tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, kết lệ sáng tạo những giá trị văn hóa mới, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, với chủ đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển, Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần này là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa xã hội sâu sắc, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc miền Trung trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước theo tinh thần nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kết luận 76 của Bộ Chính trị và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Ngày hội lần này còn là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Bình Định của chúng tôi quảng bá, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch của quê hương và con người Bình Định với bạn bè, du khách trong và ngoài nước, gắn công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định, tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ, đồng hành của các bộ ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh miền Trung đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức ngày hội. Đồng thời mong rằng trong thời gian đến sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các bộ ngành trung ương cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa
góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước phồn vinh thịnh vượng. Một lần nữa kính chúc đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào các dân tộc miền Trung tham dự ngày hội mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đồng chí Hồ Quốc Dũng. Sau đây xin mời các đơn vị tham gia ngày hội lên sân khấu nhận cờ lưu niệm và hoa của ban tổ chức. Trân trọng kính mời đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham gia ngày hội. Trân trọng kính mời đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định lên tặng hoa cho đại diện các đoàn tham gia ngày hội. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và đại diện các đoàn. Tiếp theo chương trình, kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí thưởng thức chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm 2023. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Kính thưa quý vị, chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư của chúng ta mang chủ đề Miền Trung lung linh sắc màu hội tụ. Chỉ đạo nội dung Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định.
chỉ đạo thực hiện vụ văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. Kịch bản và tổng đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Minh Thông. Đạo diễn âm nhạc, Việt Tuân, Minh Dương. Biên đạo múa, nghệ sĩ nhân dân Minh Thông, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh, Nhật Huy. Họa sĩ Thành Điệp. Thể hiện lời bình, nghệ sĩ ưu tú Lê Chức. Đơn vị thực hiện, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Sự kiện VNC, Phục Trang, Trâm Hương. Và sau đây, chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung xin phép được bắt đầu. Nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ hướng ra Biển Đông, Bình Định ấn tượng với những bãi biển và hải đảo đẹp. Những thắng cảnh độc đáo gắn liền với biển của Bình Định vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, yên bình, ít nơi nào có được. Không chỉ đa dạng về thiên nhiên, Bình Định còn giữ nguyên dấu ấn nhiều nền văn hóa cổ. Những tòa tháp Chăm trang nghiêm, uy nghi như những minh chứng lịch sử cho một nền văn hóa rực rỡ, phát triển cách đây hàng trăm năm ở cõi trời Nam. Bình Định là miền đất võ, quê hương của người anh hùng áo vải Cờ Đào, lãnh tụ của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn Nguyễn Huệ, cũng là nơi sinh ra của những danh nhân hào kiệt của đất nước. Võ thuật và chống trận là những di sản mà nhà Tây Sơn đã để lại để hậu thế biết đến Bình Định như miền đất võ độc đáo của Việt Nam. Được mệnh danh là miền đất võ trời văn, Bình Định không chỉ lưu giữ nguyên vẹn những di tích lịch sử mà còn có những dấu ấn gắn liền với các nhà văn hóa lớn của Việt Nam. Bình Định, mảnh đất miền Trung, vùng địa linh nhân kiệt. Bình Định, nơi không chỉ được thiên nhiên ban tặng vô số thắng cảnh đẹp mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử và những giá trị văn hóa đặc sắc. Ta yêu em từ thuở tâm hồn còn trong vắt như nước hồ núi một, vẫn chờ nhau đến ngày mùng năm Tết về Tây Sơn xem lễ hội đống đa. Ta yêu em chân chất thật thà như người Quy Nhơn yêu thơ Hàn Mặc Tử, dẫu sóng gió ngoài khơi cuồng điên giận dữ, tháp đôi muôn đời in bóng giữa ngàn sao. Là một tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam, là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời. Từ nền văn hóa Sa Huỳnh phát triển mạnh mẽ cách đây hơn 2.000 năm, đến di sản đồ sộ của văn hóa Champa tồn tại hàng nghìn năm. Năm Hồng Đức thứ hai 1471, Đại Việt mở đất đến núi Thạch Bi, Đá Bia. Tháng 6 năm 1471, phủ Hoài Nhơn ra đời. Thời Chúa Tiên Nguyễn Hoàng năm Canh Tý 1602, đổi phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Nhơn.
Thời Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần, năm Tân Mão 1651, phủ Quy Nhơn đổi thành Quy Ninh. Sang đời Chúa Nguyễn Phúc Khoát, năm Nhâm Tuất 1742, đã lấy lại tên Quy Nhơn. Từ phủ Quy Nhơn dưới thời Tây Sơn 1771-1801 đến năm Nhâm Tuất 1802, vua Gia Long đổi thành Dinh Bình Định. Năm 1808, đổi dinh làm trấn. Năm 1832, vua Minh Mạng đã đổi thành tỉnh Bình Định. Dù phải trải qua bao thăng trầm của lịch sử, các cư dân và tộc người nơi đây vẫn dũng cảm đương đầu với bão tố thời cuộc, cần cù khai hoang mở đất, bảo vệ và gìn giữ thiên nhiên, đồng thời mở mang giao thương, buôn bán, biến nơi đây trở thành một cộng đồng lớn mạnh, đưa vùng đất này phát triển trở thành một trong những trung tâm kinh tế, quân sự, văn hóa du lịch lớn của miền Trung Việt Nam, xứng đáng với tên gọi Bình Định đất võ, trời văn. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đất và người Bình Định đã sản sinh hun đúc nhiều anh hùng, danh nhân lịch sử văn hóa, tiêu biểu là nhà Tây Sơn, Tam Kiệt, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ. Trong đó, người anh hùng Nguyễn Huệ Quang Trung đã tiếp nối sự nghiệp lớn lao của gia đình, của toàn dân tộc, là hiện thân cao quý của tinh thần đấu tranh vì độc lập, tự cường và thống nhất đất nước. Dùng cờ hồng tung bay, xuân sang kìa trống, dùng rộn ràng quân reo, quân reo kìa đó. Quang Trung Nguyễn Huệ là nhà quân sự, chính trị, ngoại giao lừng lẫy, là vị anh hùng dân tộc của Việt Nam. Dưới ngọn cờ đào của người anh hùng áo vải, trí tuệ, tâm lực của nhân dân cả nước đã phát huy đầy đủ, góp phần to lớn và thắng lợi chung của toàn dân tộc. Đặc biệt trong những thành công chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào các dân tộc Ba Na, Chăm, Hờ Rề. Trong dù cờ hồng tung bay, xuân sang kìa trống, dù trần hoàng, riêu riêu
phục lòng ta. Để hôm nay vẫn vang mãi chống trận Tây Sơn. Ngày xuân xưa Tây Sơn, tiến quân hoa đào thắm tươi. Hùng binh ta xông pha giữa trận lòng ta. Để hôm nay vẫn vang mãi chống trận Tây Sơn, chống trận Tây Sơn, chống trận Tây Sơn. Bình Định còn là miền đất có tiềm năng du lịch lớn với hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa tâm linh và danh thắng nổi tiếng như Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, hệ thống kiến trúc Tháp Chăm, Chùa Bà Cảng Thị Nước Mặn, nhà thờ Làng Sông, khu di tích lịch sử và thắng cảnh căn cứ Núi Bà, Linh Phong Thiền Tự, Gành Ráng Thiên Sa, Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Hầm Hô, Mũi Vi Rồng. Bình Định ơi, vang mãi khúc ca ngày mới, cùng chung tay xa sức ta cùng dựng xây. Bình Định này đôi thay vươn lên tiến xa, nhà máy rộn rã vang tiếng máy ngày đêm. Bình Quy Nhơn tôn ca dập dìu đầy ghé, đôi thi nhân du cùng với sóng biển, biển trong xanh dập dìu bên bờ cát, thuyền về bên hô hò reo hát ca. Bình Định hôm nay nhịp sống tươi trẻ rừng say, hòa chung tiếng hát tiếng máy reo vui gọi nhau ì à, từng đoàn xe chở hàng đi về bên cảng, hát với nhau nhịp sống của nhân hồi, hát với nhau nhịp sống của quê hương. Người trẻ hôm nay hay hát khúc ca rừng say, hay hát khúc ca Bình Định rộn rã nhạc võ Tây Sơn. Người trẻ hôm nay yêu nắng vươn tới những công trình xây nhân hồi Bình Định hôm nay. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, ý chí hiên ngang biết bao đời nay. Người dân cần cù lao động, Bình Định tôi yêu đang thay đổi từng ngày. Nắng hồng trên những cánh đồng, làn da nâu chăm chỉ suốt ngày đêm, lấp lánh mặt biển xanh, không khí trong lành nghe nhịp sóng đánh. Tập lập trên bến cảng, những đôi chân cũng thêm vội vàng. Quê hương tôi sao tự hào, những tâm tình tôi muốn gửi trao. Vô tư giây phút dạo chơi, biển Quy Nhơn làm ai lưu luyến. Khoác lên một bộ áo mới và ta hòa mình cùng với thiên nhiên. Về đây ta nghe tiếng hát Bình Định sao mà thân thương, vẫn đang từng ngày phát triển, tuổi trẻ cùng nhau xây dựng quê hương. Let's go. Bình Định ơi, vang mãi khúc ca ngày mới, cùng chung tay ra sức ta cùng dựng xây. Bình Định này đôi thay vươn lên tiến xa, nhà máy rộn rã âm vang tiếng máy ngày đêm. Biển Quy Nhơn tôm cá rất dịu đầy ghé, đôi thi nhân du cùng với sóng biển, biển trong xanh dập dìu bên bờ cát, thuyền về bên hô hò reo hát ca. Bình Định hôm nay nhịp sóng tươi trẻ rừng say, hòa chung tiếng hát tiếng máy reo vui gọi nhau ì à, từng đoàn xe chở hàng đi về bên cảng, hát với nhau nhịp sóng của nhân hồi, hát với nhau nhịp sóng của quê hương. Người trẻ hôm nay hay hát khúc ca rừng say, hay hát khúc ca Bình Định rộn rã nhạc võ Tây Sơn. Người trẻ hôm nay yêu nắng quê hương đổi thay, vươn tới những công trình xây nhân hồi Bình Định hôm nay. Người trẻ hôm nay hay hát khúc ca rừng say, hay hát khúc ca Bình Định rộn rã nhạc võ Tây Sơn. Người trẻ hôm nay yêu nắng quê hương đổi thay, vươn tới những công trình xây nhân hồi Bình Định hôm nay. Người trẻ hôm
hôm nay, hay hát khúc ca rừng xanh, hay hát khúc ca Bình Định rộn rã nhạc bó cây sờ. Tuổi trẻ hôm nay yêu nam quê hương đổi thay, quên tới những công trình xây nhân hồi Bình Định hôm nay. Hóa, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi non nước hữu tình và đa dạng sắc màu văn hóa. Quảng Bình được mệnh danh là vương quốc của hang động, là điểm đến độc đáo trên con đường di sản miền Trung. Quảng Trị, nơi lưu giữ nhiều di tích, chứng tích lịch sử về chiến tranh cách mạng. Di sản Huế kiệt tác về kiến trúc đô thị, giữ trong mình những kho tàng vô giá, nền văn hóa vật chất và tinh thần của Việt Nam. Quảng Nam với hai di sản thế giới, điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Quảng Ngãi nổi tiếng với nhiều thắng cảnh đẹp tự nhiên mà không nơi nào có được. Bình Định, vùng đất của những bãi biển đẹp, thắng cảnh thiên nhiên độc đáo, miền đất võ trời văn, địa linh nhân kiệt, nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử và những giá trị văn hóa đặc sắc. Phú Yên kỳ vĩ, nên thơ, vùng đất của hoa vàng trên cỏ xanh là những điểm đến nổi tiếng của du khách về du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái. Khánh Hòa, trung tâm du lịch biển đảo và nghỉ dưỡng của Việt Nam. Ninh Thuận, cảnh sắc thiên nhiên đẹp say lòng người, nét văn hóa Chăm Pa với những công trình kiến trúc và những làng nghề độc đáo. Bình Thuận, thiên đường của nghỉ dưỡng với những điểm đến hấp dẫn. Núi của tỉnh cũng có nhiều di tích thắng cảnh nổi tiếng như suối Tà Má, đập hồ Đồng Mít, khu du lịch suối nước nóng thác K50, suối Một, núi Chéo, thác đồ Nghĩa Liền, huyện Hoài Ân. Trong dòng chảy lịch sử, giải đất miền Trung được xem là nơi hội tụ, truyền tiếp nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Trong đó, cộng đồng các dân tộc miền Trung sống dựa vào dãy Trường Sơn kỳ vĩ đã góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. Trong quá trình đấu tranh sinh tồn, cải tạo thiên nhiên, lao động sản xuất và sinh hoạt đã hình thành nên những nhịp điệu tiết tấu cùng những giai điệu, âm thanh và câu hát điệu ru. Ôi, cái vô đi in dậy màu sáng rồi em ơi. Ôi, cái vô đi in dậy màu sáng rồi em mà, sáng rồi em ơi, sáng rồi em mà, kim mông lên nào. Gà đã gáy sáng nhịp chạy khua vang rộn ràng tiếng sao còn trai làng. Gà đã gáy sáng nhịp chạy khua vang rộn ràng tiếng sao còn trai làng. Và kiểu chị em buồn mình cứ đủ chén nương. Giờ dậy mau lên, giờ dậy mau lên, giờ dậy mau lên. Ôi, nhột im im dậy mau sáng rồi em ơi. Ôi, nhột im im dậy mau sáng rồi em mà, sáng rồi em ơi, sáng rồi em mà, kim mau mau lên nào. Gà đã gáy sáng nhịp chạy khua vang rộn ràng tiếng sao con trai làng. Chạy khua vang rộn ràng tiếng sao con trai làng. Và khi chị em buôn mình cứ đủ chén nương. Dậy dậy mau lên, dậy dậy mau lên, dậy dậy mau lên. Ôi, một im im dậy mau sáng rồi em ơi. Ôi, một
luôn im im dãy mâu. Sáng rồi em à, sáng rồi em ơi, sáng rồi em à, kêu mâu lên nào. Gà đà gáy sang nhịp chạy khua vang rộn ràng tiếng sau con trai làng. Gà đà gáy sang nhịp chạy khua vang rộn ràng tiếng sau con trai làng. Và khi chị em muốn bình cứ đi chén nương, dãy dãy mâu lên, dãy dãy mâu lên, dãy dãy mâu lên. Miền Trung Việt Nam là nơi có sự giao thoa giữa rừng và biển, là nơi hội tụ vẻ đẹp của nắng vàng, cát trắng và gió bạc. Những hang động kỳ vĩ, Phong Nha, Kẻ Bàng, Ngũ Hành Sơn, huyền ảo, những bãi biển trong xanh hoang sơ trải dài tít tắp, đẹp đến nao lòng. Sầm Sơn, Hải Tiến, Thanh Hóa, Cửa Lò, Diễn Thành, Nghệ An, Xuân Thành, Hà Tĩnh, Nhật Lệ, Quảng Bình, Cửa Việt, Quảng Trị, Lăng Cô, Huế, Non Nước, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bình Định, Tuy Hòa, Phú Yên, Nha Trang, Khánh Hòa, Phan Rang, Ninh Thuận, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả vút phi lao, gió thổi trên bờ buông vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời. Miền Nam đất nước quê chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tít chân trời, người thiếu nữ dạt dào tình trẻ dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời, lòng trai trắng rộng lớn như biển khơi. Trung Việt Nam, nơi biển xanh cát trắng nắng vàng, cùng sự phong phú của sắc màu văn hóa biển đảo, cộng với sự thân thiện mộc mạc chân chất nhưng rất nghĩa tình của người dân, đã tạo nên vẻ đẹp đặc trưng quyến rũ khiến du khách trong nước và quốc tế luôn muốn tìm về nơi đây. Mùa xuân đã đến. Trẻ xanh bông trắng lưng đồi, đồng xanh lúa dập dờn biển cả, tiếng ai ru con hồ ru hời, đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay, đưa nước về làng quê sáng rồi. Việt Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre, suối đổ về sông qua những nương tre, dòng sông cuốn dồn về biển cả, lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời. Nguồn sông dâng sục sôi, đất nước tôi Việt Nam sáng ngời. Mùa xuân tới, nguồn sông dâng sục sôi, đất nước tôi Việt Nam sáng ngời. Mùa xuân tới, nguồn sông dâng
sụn sôi. Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời. Trong tâm thức của người miền Trung, lễ hội là dịp quan trọng để tôn vinh những giá trị mang tính lịch sử, văn hóa tín ngưỡng, là một phần của đời sống tinh thần người dân nên rất được cộng đồng chú trọng bảo tồn và phát triển. Lễ hội mỗi vùng thường tổ chức theo thời gian khác nhau trong năm, tô điểm cho bức tranh tinh thần của cộng đồng các dân tộc miền Trung thêm rực rỡ sắc màu. Tiêu biểu như lễ hội cầu ngư của cư dân miền biển, lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa của Bình Định, lễ hội KT của đồng bào Chăm Ninh Thuận Bình Thuận, lễ hội Cồng Chiêng, lễ hội Mừng Lúa Mới của đồng bào các dân tộc miền núi. Việt Nam, kiến trúc đền tháp Chăm Hoa giữ một vị trí quan trọng. Tháp Chăm, hay còn gọi là tháp Chàm, là một loại hình kiến trúc tôn giáo có nhiều giá trị lịch sử, nghệ thuật và kiến trúc. Tính thẩm mỹ trong điêu khắc hiện hữu trên mỗi công trình tháp Chăm luôn thu hút các nhà nghiên cứu và du khách tham quan tìm hiểu. Trong tranh, một mình em.
xanh dáng em tháp cổ. Bồng bềnh bồng bềnh ư hư bồng bềnh bồng bềnh, mê say theo từng nhịp trống. Cát bay dù đã ngàn năm, cát bay dù bước em âm thầm, vũ điệu trăm ngất ngây xoay tròn. Reo bông ngàn năm nghiêng mình tháp cổ, từ trong lòng đất từ linh hồn cát em đã bước ra. Vũ điệu trăm ba bước rong gà ra ngàn năm còn đó, đắm đuôi mê say bao khách xa gần như nơi trên ai đến với đất này. Về miền tháp nắng, điển hình như các di tích đền tháp như khu thánh địa Mỹ Sơn Quảng Nam, tháp Nhạc Phú Yên, tháp Bà Po Naga Khánh Hòa, tháp Po Klong Gia Rai Ninh Thuận, tháp Po Sa Inu Phan Thiết Bình Thuận. Đặc biệt là tại tỉnh Bình Định còn lưu giữ nhiều cụm tháp, di tích kiến trúc tháp Chăm nhiều bậc nhất cả nước. Rêu phong đã ngàn năm, rêu phong trong tranh một mình em trong tranh xoay tròn. Reo phong ngàn năm nghiêng mình tháp cổ, từ trong lòng đất từ linh hồn cát em đã bước ra. Vũ điệu trăm ba bước lóng gà ra ngàn năm còn đó, đắm đuôi mê say bao khách xa gần như đưa chân ai đến với đất này. Miền Trung với chiều dài bờ biển 1.900 km từ Thanh Hóa đến Bình Thuận hướng ra Biển Đông, nơi có cảnh quan thiên nhiên vô cùng tươi đẹp và vị trí chiến lược về chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là về kinh tế biển và vùng ven biển. Nếu như trước kia miền Trung được nhắc đến như khúc ruột của giải đất hình chữ S Việt Nam với thiên tai bão lũ, thì ngày nay miền Trung là thiên nhiên non nước hữu tình, là nơi hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa. Miền Trung với những di sản văn hóa thế giới về vật thể và phi vật thể trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Sở hữu những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, những cảnh quan thiên nhiên độc đáo và những di tích lịch sử, văn hóa, địa danh nổi tiếng, những giá trị truyền thống từ phong tục, tập quán, sản vật, ẩm thực. Miền Trung dần trở thành trung tâm du lịch của cả nước. Những năm qua, các tỉnh, thành phố miền Trung dành một nguồn lực rất lớn để đầu tư phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, diện mạo của vùng miền Trung đã có nhiều thay đổi và đang trở thành một khu vực phát triển năng động, một đầu cầu quan trọng của cả nước trong đầu tư và hội nhập quốc tế. Những đô thị của miền Trung trở mình mạnh mẽ, trở thành những trung tâm kinh tế, giao thông và du lịch năng động. Giải đất miền Trung giàu tiềm năng về vị trí, cảnh quan, văn hóa luôn mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ cùng hai đầu đất nước, vươn tầm khu vực và hội nhập thế giới.
trong bập bùng ánh lửa, đêm xoang lên chơi vơi, xanh hồng phát tím đỏ, nhịp cổng chiên gọi mời, tay nâng niu thổ cầm, nghe vọng tiếng ngàn xưa. Tan bãi bơi, tan bãi cô mẹ, tan bãi bơi, tan bãi cô mẹ, tan bãi cô mẹ, ở đom đom mòn đom, ở đom đom mòn đom, ê ê, tan bãi bơi, tan bãi cô mẹ, tan bãi bơi, tan bãi cô mẹ, tan bãi cô mẹ. Truyền thống những sản phẩm vải thổ cẩm có hoa văn màu sắc độc đáo vẫn hàng ngày hàng giờ được sáng tạo được gìn giữ bởi bàn tay khéo léo của các thế hệ nghệ nhân trao truyền. Tan bãi bơi, tan bãi cô mẹ, tan bãi bơi, tan bãi cô mẹ, tan bãi cô mẹ, ở đom đom mòn đom. Nói đến Bình Định, miền Trung, du khách ai nấy đều nhớ tới các món ăn ngon lạ miệng, rất độc đáo về hình dáng cũng như cách chế biến và bảo dưỡng. Ví dụ như món nem chua, bọc cọng rơm khô, hình thù rất đẹp mắt. Đặc biệt có món bánh ít, nguyên liệu từ lá gai, là những món ăn ngon không biết có từ bao đời. Chỉ biết nó đã là biểu tượng trên đỉnh tháp của người Chăm gần ngàn năm tuổi và nó đã đi và thi ca qua rất nhiều tác phẩm sống động. Muốn ăn bánh ít lá gai lấy chồng Bình Định giờ dài đường đi. Muốn ăn bánh ít lá gai lấy chồng Bình Định giờ chi
ngọt thân vì đường. Định sợ dài đường đi, muốn ăn bánh ít lá gai lấy chồng bình định sợ chi đường dài. Sợ chi đường dài anh phải em đi đường này, đi cùng anh ta về với Bình Định thân yêu, với con sóng nó nấp nô trong nắng chiều. Em chính là mảnh ghép anh còn thiếu, giấc em về là chủ yếu vì tình thương ta cũng đủ nhiều. Đường lúa xanh anh có bay thẳng cánh, và nói đến ga lăng thì chắc không ai bằng anh. Và yêu em đó là phương châm đã bay lâu anh thương thầm, xin ba mãi sang thăm để tính dần chuyện trăm năm. Về cùng anh ta bước trên bậc cát trải dài, về tình yêu em cho em không còn bỡ ngỡ. Em yên tâm khi đây mới chỉ là mở bài, bánh ít lá gai nhớ vị ngọt mùi cà phê. Thêm tự hào nơi trời vẫn và đất vỡ, biết bao cảnh đẹp ở nơi đây ông trời đã ban cho. Luôn luôn hạnh phúc với tất cả những điều mình đang có. Anh đã quen với nắng mưa thì em đắp đó bên hàng dừa. Riêng năng và tốt tính chàng trai tùy phước, bánh ít từ lá gai vị ngọt thấm trên môi. Thưởng thức cùng em đó là cảm giác thật tuyệt vời, tình yêu đến thật kịp thời, thứ nào mà chịu nổi. Ngọn tình xưa nào đưa em về đất võ quê anh để nghe câu hát bài trời, để nghe thao thức tiếng trong tuồng đêm xuân. Ai về Bình Định quê anh, xin cho anh gửi bánh ít lá gai làm văn hóa các dân tộc miền Trung là hoạt động hết sức ý nghĩa. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao là dịp để đồng bào các dân tộc miền Trung có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của mình.
hàng loạt các trò chơi dân gian, các hoạt động mang tính thể thao thường diễn ra trong lễ hội ở các tỉnh như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, bắn ná, bắn nỏ, đu cây, nhảy sa, bắt vịt, bắt cá. Đặc biệt ở tỉnh Bình Định, một số nơi còn có trò chơi hết sức độc đáo, đó là lễ hội đổ giàn, các đội võ thi tài cướp heo trên giàn cao nhân dịp lễ hội và biểu diễn thi tài võ thuật Bình Định. Nhớ nguồn cho thế hệ trẻ, đồng thời còn là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hiểu biết hơn về giá trị văn hóa độc đáo, phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hồi lên là hồi lên. Miền Trung đại đoàn kết trong 54 dân tộc Việt Nam. Văn hóa các dân tộc miền Trung là di sản quý giá được lưu truyền qua hàng ngàn năm lịch sử, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Ta hát cùng Bình Định câu ca hân hoan, dài đất hiên ngang bao la xứ dừa gợi lên nguồn thơ. Bình Định ơi, lô nước hôm nay đồng lúa reo bên hàng dừa nhạc hòa theo. Bình Định ơi, sông núi biên trời hòa nhịp nơi nơi xây cuộc đời mới. Muôn tiếng chào cửa biển, Quy Nhơn thân thương, thành phố kiên trung hiên ngang tháp tràm, hùng vĩ trên đất miền Nam. Cửa biển ơi, chim yến nghiêng trao, mừng chiến công thêm rộn ràng mặt biển đông. Cửa biển ơi, năm tháng mong chờ, hẹn ngàn ước mơ bây giờ đã tới. Trời bừng sáng, biển dài phóng nghe sóng tâm tình lòng người lâng lâng. Dừa đón gió lạnh đẹp trong nắng xuân. Việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nơi đây là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Như nghị quyết về chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ đã chỉ rõ, kiên trì và nhất quán thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác dân tộc. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển, phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu vì một Việt Nam thịnh vượng. Trên con đường đi năm xưa nhiều gian lao ta đã qua, vinh
quang quân kỳ quyết thắng phấp phới bay ánh sao soi đường. Nay trên đường ta bước tiếp còn trông gai bao khó khăn, chung tay chúng ta kết đoàn vì đất nước ta luôn sẵn sàng. Màn vĩ thành miền Trung lung linh sắc màu đã kết thúc chương trình khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm 2023. Thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng thông báo tới quý vị đại biểu và quý khán giả, từ ngày mai mùng 9 tháng 9 đến hết ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023, tại một số địa điểm trong thành phố Quy Nhơn sẽ diễn ra nhiều sự kiện khác nhau như thi biểu diễn văn nghệ, thi thể thao, triển lãm hội chợ các sản phẩm OCOP và rất nhiều các hoạt động bổ ích khác. Kính mời quý vị đại biểu và du khách tiếp tục lưu lại để đón nhận những thành quả của ban tổ chức ngày hội và của nhân dân tỉnh Bình Định trong các ngày tới. Chương trình nghệ thuật khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư do công ty cổ phần tập đoàn truyền thông và sự kiện VNC thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn và chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công.